Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay thì Minh Hải TV xin gửi tới quý vị và các bạn một thông tin mà có lẽ là khá nhiều người quan tâm trong cái thời gian vừa rồi. Đó chính là cái việc mà Hà Nội sẽ thực hiện là hạ ngầm toàn bộ cái lưới điện từ cái vành đai 3 trở vào trung tâm. Thì nói về cái hiện trạng là cái tình hình lưới điện ở trong thành phố Hà Nội trong những cái năm qua, tính đến cái thời điểm những cái năm 2015, thì đã tồn tại rất là nhiều các cái điểm mà người dân người ta hay gọi quen gọi với một cái từ, đó là mạng nhện. Và đặc biệt là ở trong những các cái khu phố ở trong trung tâm, thì bởi vì là cái mật độ của dân số ở trong cái khu trung tâm này nó rất là đông và nhà cửa thì rất là chật hẹp, cho nên là các cái hộ sử dụng điện rồi sử dụng các cái dịch vụ về viễn thông, là các cái dịch vụ viễn thông có dây ấy, thì rất là đông, cho nên là các nhà mạng rồi bên điện lực muốn cung cấp dịch vụ sẽ phải kéo dây qua các cái cột điện đó và để cung cấp vào từng hộ dân. Và do đó nó gây nên một cái hậu quả là bên hai bên đường phố là nó tạo ra những cái bó dây nhìn rất là rối mắt. Trên những cái ngọn cột điện đó thì ngoài những cái dây điện thường là được lắp đặt ở vị trí cao nhất, thông thường là sử dụng các vặn xoắn, thì ở tầng dưới sẽ có những các cái bó cáp quang, cáp quang của các cái nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, rồi cáp đồng của các cái thuê bao điện thoại đã được lắp đặt từ nhiều năm trước đây. Và khi mà chuyển sang cái sử dụng điện thoại di động thì cái lượng điện thoại cố định đã được cắt giảm bớt, tuy nhiên thì cái những cái dây dẫn mà dành cho các cái điện dịch vụ điện thoại cố định trước đây thì các nhà mạng thường không gỡ bỏ và để nguyên ở trên cột điện, thì nó gây ra một cái hậu quả là trên cột điện là tạo thành những cái mạng nhện rất là chằng chịt. Hàng năm thì ngành điện là cái đơn vị có cái cơ sở hạ tầng là cái cột điện, sẽ cho các cái nhà mạng thuê lại cột điện, thuê lại hạ tầng. Khi mà một thời gian mà thuê rồi triển khai thì nó để lại một cái hậu quả là có các cái mạng nhện ở trên cột điện rất là mất mỹ quan. Thì ngành điện đã phải tổ chức để tháo dỡ bớt những cái dây viễn thông thừa và sau đó thì bó gọn lại. Tuy nhiên thì những cái công tác làm như vậy nó vẫn chưa đạt được một cái hiệu quả tuyệt đối. Nó chỉ được cái là gọn gàng trong thời điểm đầu, và khi mà dịch vụ được triển khai thì một thời gian thì là có rất nhiều các cái bó cáp viễn thông nữa lại đi ra ngoài những cái bó cáp mà đã được bó gọn lại, và nguy cơ cháy nổ do những cái vụ chập điện rồi cháy lan sang cả những cái dây cáp quang ở phần dưới của cột điện này thì nó sẽ rất là nguy hiểm đối với cả những cái khu vực tập trung đông dân cư. Thêm vào đó thì nó lại rất là mỹ quan và làm cho cái hình ảnh, cái bộ mặt của thủ đô nó sẽ bị xấu đi. Thì đấy chính là những cái tình hình mà nhiều năm qua nó đã diễn ra. Và đặc biệt là những các cái ngõ nhỏ, những cái nơi mà ngõ nhỏ thì lại càng bị chịu hậu quả nặng nề của những cái việc mà những cái bó cáp này nó đi vào. Không chỉ là mất mỹ quan mà còn nguy hiểm nữa. Thì chính vì những cái hiện trạng như thế cho nên là Hà Nội đã có một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này đã được triển khai, hiện nay đã được ký quyết định và triển khai. Đó chính là cái quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 đến giai đoạn 2025, có xét đến năm 2035. Đây là quy hoạch phát triển điện lực hợp phần 1. Thì Hà Nội đã thực hiện là theo một cái gọi là cái quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội trong cái giai đoạn 2016 đến 2025, có xét đến năm 2035, hợp phần 1. Thì theo thông tin của quy hoạch phát triển điện lực này
thì Hà Nội sẽ triển khai là hạ ngầm toàn bộ cái lưới điện từ vành đai 3 trở vào trung tâm. Đấy. Còn cái phần mà từ vành đai 3 đến vành đai 4 thì khi triển khai xây dựng là các cái công trình về điện sẽ ưu tiên cái phương án là hạ ngầm. Đấy. Còn những cái trường hợp nào mà chưa thể thực hiện được ngay thì sẽ thực hiện hạ ngầm phù hợp với cái tốc độ đô thị hóa. Tức là ưu tiên cái phần lõi là sẽ thực hiện trước, hạ ngầm trước. Thì các cơ quan đơn vị điện lực sẽ thống kê và báo cáo cơ quan chức năng về những các cái khó khăn khi mà triển khai, ví dụ như là cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì khi mà hạ ngầm xuống như vậy sẽ phải thực hiện đào những cái hào cát ở hai bên lề đường và thậm chí là đào ở dưới lòng đường. Đấy, thì sẽ phải liên quan đến cái việc mà giải phóng mặt bằng rồi hành lang an toàn lưới điện và các cái thủ tục về đất đai, thủ tục hành chính để đặt những các cái công trình về điện thì sẽ phải báo cáo, thống kê báo cáo các cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm những các cái việc này để tạo cho cái tiến trình triển khai nó được thông suốt. Còn liên quan đến cái nguồn vốn để thực hiện cái quy hoạch này thì Sở Tài chính đã chủ trì và phối hợp với các sở ngành rồi các đơn vị về của điện lực để xây dựng cái cơ chế vốn đầu tư cho các cái công trình điện. Và trong đó thì phân rõ là các nguồn vốn là bao gồm là vốn của ngành điện này, vốn của thành phố này, vốn xã hội hóa đối với cả các cái hệ thống công tơ và cái đường dây điện từ sau công tơ. Đấy, và các cái nguồn vốn hợp pháp khác bao gồm các cái nguồn vốn huy động từ các nhà đầu tư khu đô thị rồi tòa nhà đóng góp vào cái quỹ phát triển lưới điện của thành phố. Và để đảm bảo được cái tính khả thi đồng bộ giữa quy hoạch thì Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có trách nhiệm là rà soát tất cả những các cái vị trí mà sẽ bố trí xây dựng những cái trạm điện rồi những cái hướng tuyến để xây dựng những các cái đường dây điện trong cái quy hoạch và sẽ bố trí những cái quỹ đất để xây dựng những cái trạm biến áp trong công viên, trong khu đô thị làm sao cho vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo về an toàn và nó phù hợp với cả quy hoạch. Thì quy hoạch phát triển lưới điện, quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 đến 2015 có xét đến 2035 đã được phê duyệt từ năm 2017. Thì đây cũng là một cái công trình do bên Viện Năng lượng xây dựng và trình lên thành phố phê duyệt. Quy hoạch phát triển điện lực của thành phố Hà Nội là một cái vấn đề mà được là một cái vấn đề mà đã được hết sức quan tâm, vì là cái hệ thống điện nó là cái cơ sở hạ tầng phải đi trước để mà phát triển được kinh tế xã hội của thành phố. Và cái quy hoạch này nó phát triển này nó nhằm định hướng cho cái việc là nâng cấp, cải tạo, mở rộng ra cái phát triển thêm cái lưới điện của thành phố nó được đồng bộ và hiện đại, đảm bảo được cái độ tin cậy cung cấp điện rồi cung ứng cái nhu cầu sử dụng điện và phát triển kinh tế xã hội. Và khi mà cái mạng lưới điện được hạ ngầm thì sẽ toàn bộ những cái cột điện sẽ được thu hồi, dỡ bỏ. Và khi đó thì tất cả những các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cũng sẽ phải hạ ngầm theo, chứ không còn néo các cái cáp đó ở trên cột điện nữa. Và do đó thì cảnh quan về mỹ quan của thành phố sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Tính từ năm 2017 đến nay thì Hà Nội cũng đã triển khai hạ ngầm được rất nhiều các cái tuyến phố, thậm chí là các ngõ nhỏ cũng đã triển khai hạ ngầm rồi và đã trả lại mỹ quan đẹp cho rất là nhiều các cái tuyến phố ở trên thành phố rồi. Minh Hải TV cũng sẽ cố gắng để cập nhật được những các cái hình ảnh sau khi đã hạ ngầm của những các cái tuyến phố và ngõ ngách trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi tới quý vị và các bạn. Đây có thể nói đấy là một cái thông tin đáng mừng đối với người dân của không chỉ của thủ đô mà của cả nước. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này.
Minh Hải TV xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký video, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Minh Hải TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.